Hi, chào mừng các tình yêu đã trở lại với chuyên mục Nói tiếng Hàn hay như mẹ hú. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ học về cái phần cảm thán, cái kiểu mà mình có thể là mình hô ứng trong cái phần giao tiếp sao cho nó tự nhiên, với đuôi câu NT và NEO như thế này. Hai đuôi câu này cùng để cảm thán nhưng mà sẽ có ý nghĩa khác nhau. Đây là hai phần kiến thức cùng học ở trong trình độ sơ cấp 2. Đấy, và ngày hôm nay mẹ cũng sẽ giảng tất cả những thứ mà liên quan đến NT luôn. Cũng là một cái chủ đề mà các bạn đã order từ rất là lâu rồi nhá. Let's start! Trước đây ở sơ cấp 1 chúng ta đã từng quen với cái việc mà mình dùng current đứng trước một câu hỏi. Ví dụ như là current where? Nhưng mà sao lại như thế ạ? Current duku where? Nhưng mà anh là ai đấy ạ? Đúng không ạ? Đó là nhưng mà. Trong văn nói thì thường có thể là current như thế này. Đấy, thì trong ngày hôm nay mình sẽ tìm hiểu cụ tỉ về nó nhá. Nào, khi cảm thán nhá, thì chúng ta sẽ thấy rằng là có hai cái cảm thán mà rất là đặc biệt sử dụng ở trong trình độ của sơ cấp 2 này, là đuôi NT như thế này nhá và NEO như thế này. Cách sử dụng nó như thế này ạ. Khi mà mình cảm thán về cái điều gì đấy, mình cảm thấy bất ngờ thì mình dùng NT ở đây. Nhưng cái điều gì mình không bất ngờ mà mình gật gù thì sẽ sử dụng cái ở bên này, nhỉ với nhở như này nhá mọi người nhá. Đây này, chúng ta sẽ nhìn thử này. Khi mà ở bên cái bất ngờ này thì chúng ta sẽ dịch là đấy chứ. Trong khi bên này thì mình gần gù mình sẽ là nhở. Ví dụ từ đầu tiên là rẻ ạ. Săn thế. Các bạn phát âm theo mẹ đi ạ. Săn thế. Ô rẻ đấy chứ. Đấy. Hoặc lịch sự ô săn thế ô. Rẻ đấy chứ ạ. Bên này thì sao ạ. Săn thế. Ô rẻ nhở. Săn thế ô. Ừ rẻ nhở gật gù nhá. Bây giờ ví dụ như là mình trông như này. Mình đoán là nó phải là gì ạ. 400.000. Nhưng mà khi mà người ta báo giá có 201. Ồ, săn thế, ồ, rẻ đấy chứ. Đấy, ngược lại với suy nghĩ của mình. Trong khi ở bên này mình đoán là 200, thì người ta bảo là 220, săn thế, rẻ, chắc chỉ 200 thôi, 250, 220 gì đấy, rẻ. Đấy chứ ạ, tương tự như vậy. Chế mịt tả, sao? Hay, ồ, hay đấy chứ nhở. Đấy, và chế mịt đấy, ồ, hay nhở, gật gù nhá. Ví dụ, mình thấy rằng là cái bộ phim này xem trailer của nó không hay đâu, mình cảm thấy là nó sẽ không hay, nhưng mà khi mà mình xem xong mình thấy ồ trẻ mìn đúng thế, hay đấy chứ, ồ trẻ mìn đúng thế. Hoặc mình có thể dùng cái này để mình phản bác lại ý kiến của người ta. Người ta nói là ồ cái phim này trẻ mìn học gió, mình nói ồ trẻ mìn đúng thế, tôi thì tôi thấy nó hay đấy chứ. Đấy đấy chứ, đúng không ạ? Còn nếu mà người ta nói là bộ phim này hay nhở, trẻ mìn chị, trẻ mìn đấy, ồ hay đấy, hay nhở. Đó, tương tự vậy, ồ ở đâu đúng thế, ui trông có vẻ dễ, mình nghĩ là mình sẽ làm trong vòng 5 phút, nhưng nào ngờ 15 phút làm chưa xong. Ồ ở đâu ổn thế, khó đấy nhở, khó đấy chứ. Trong khi mà người ta là bài này khó lắm đấy nha, mày làm phải 15 phút đấy. Thế là mình làm hết khoảng 15-20 phút. Ở đâu thế, khó nhở, hiểu không nhở. Ở đâu thế á, nhớ nhá, cảm thấy với người trên là phải cho vô vào, đúng không? Hoặc là ồ Hàn cũng mai trả ra đừng thế, ồ tiếng Hàn giỏi đấy chứ. À khi mà người Hàn người ta khen mình đúng không ạ? Hàn cũng mà chả ra nên thế. À nghĩa là có cái phần trăm trong đầu rằng họ đang nghĩ rằng là mình nói không hay, mình nói không tốt. Trong khi nếu mà người ta khen một cách lịch sự thân thiện hơn thì ồ Hàn cũng mà chả ra thế, đúng không ạ? Thì nghe nó sẽ kiểu yêu thương hơn rất là nhiều. Thì vừa rồi là mẹ đã đưa ra cho chúng ta cái cách để cảm thán đấy rồi. Tức yêu phải vận dụng và ứng dụng trong đời sống, nghe chưa? Phải nói thật là nhiều và theo đúng cái ngữ điệu của mẹ nhá. San thế, ồ san thế ó, đúng không ạ? San thế, san thế ó. Ok chưa? Sau đây thì mẹ sẽ nói thêm một số những cái ý nghĩa liên quan đến NT này. Theo dạng công thức thì sẽ kết hợp là danh từ đi với INT, tính từ đi với NT, động từ hiện tại NT, cái quá tương lai là ơi còn xin T và hoặc là kết NT, còn ở dạng quá khứ là ạt ọt NT. Tại sao mẹ lại phải tô cái màu xanh như thế này? Bởi vì những cái này hoàn toàn là tương tự với phần của định ngữ, chỉ khác mỗi phần quá khứ này thôi ạ. Thì bạn nào mà chưa rõ về phần định ngữ thì hãy tham khảo về cái phần mà mẹ đã chia sẻ những kiến thức về định ngữ này ở trên YouTube nha, có hai clip rất là rõ ràng cho chúng ta rồi ạ. Trở lại về mặt ý nghĩa thì cái công thức NT có 3 ý nghĩa. Thứ nhất là để dẫn nhập cho câu hỏi, thứ hai là mang ý nghĩa tương phản giống như chí man, và thứ ba là về phần cảm thán, là phần cảm thán chúng ta vừa làm quen rồi. Bây giờ chúng ta hãy thử nhìn lại phần dẫn nhập cho câu hỏi của NT xem như thế nào nhá. Đây ạ. 남자인데 왜 치마를 입어요? Ôi là con trai, nhưng mà tại sao lại mặc váy? Ôi giời, thế mà phải hỏi nữa. Bốn là sao mùa đó? Là con trai nhưng tâm hồn là con gái thì mặc váy thôi, có gì đâu, đúng không nào? Tiếp tục. 밤인데 bây giờ đang là buổi đêm. 왜 앉아요?
Tức là nó luôn luôn đi với câu hỏi ở phía sau. 실례한데 여기는 화장실이 있어요? Xin lỗi nhưng mà ở đây có nhà vệ sinh không nhỉ? Đấy, được chưa nhỉ? Tiếp theo nhá, là người ta có thể sử dụng với ý nghĩa tương phản. Tương phản là gì? Giống như 지만 thôi ạ. Giống như là 지만, tức là gì đấy ạ? 남자인데 머리가 정말 길어요. Là con trai nhưng mà tóc rất là dài, đúng không? Tương tự vậy là 남자 지만 nhá. Đối với cái 지만 này thì nếu như mà danh từ ở đây không có phụ âm cuối thì có thể là bỏ cái chữ y này đi thành là 남자 지만 cũng được mọi người ạ. Tiếp theo này, xem nào, động từ đi. 나는 한국 음식을 안 좋아하지만 김치는 자주 먹어요. Tôi thì tôi không thích đồ ăn Hàn Quốc, nhưng mà riêng kim chi thì tôi lại thường xuyên ăn. Thì đây mình sẽ thay bằng 안 좋아하는데. À. Rồi là gì? 밥을 먹었지만, thời quá khứ đi. 밥을 먹었지만 아직 배고파요. Ăn cơm rồi nhưng mà vẫn cảm thấy đói. Thì tương tự như vậy là gì ạ? 밥을 먹었는데 아직 배고파요. Các bạn lưu ý cho mẹ riêng với phần phát âm nha. Biến âm tất cả những trường hợp của quá khứ sẽ là ạt ọt, nhưng gặp nền tê thì thành ăn nền tê, âm nền tê, đúng không ạ? Đấy là lý do vì sao mà chúng ta có cái bài hát là 사랑이 왔는데 그대 떠난 때 기다렸는데 더 볼 수가 없대 늘 바보처럼 흐르는 눈물이 말해 안녕 이제 goodbye hello hello hello. Thì phải để ý phần phát âm nhá. 왔는데 했는데 기다렸는데 biến âm mềm vào cho mẹ ha. Tiếp theo nè, thời tương lai thì sao? 이번 여름에 한국에 여행 갈 거예요. Trong mùa hè lần này thì sẽ đi du lịch ở Hàn Quốc, nhưng mà sẽ đi một mình. Thì cái 갈 거예요 và cả cái tảng 하지만 này ghép vào thành 갈 건데. Đó, như thế này thì nó sẽ rất là dễ nhá. Thì vừa rồi là mẹ đã chia sẻ cho các thành yêu về cách để mà mình ứng dụng cảm thán rồi đấy nhá. Cảm thán về những điều mà mình gật gù hoặc những điều mà mình cảm thấy bất ngờ khi mà nó trái ngược với suy nghĩ của mình nhá. Và những ý nghĩa liên quan đến ân nần tê rất là quan trọng rồi đấy. Thì các yêu đừng quên theo dõi Facebook và đăng ký hai kênh YouTube của mẹ nhá. Ăn nhá. Tiếp tục xe đi anh em ơi.